hết ra lấy tiếp, ở kiểu như kiểu chung ruồi ấy đấy. Các phụ nữ người ta cần nhất cái sự ổn. Vâng, xin chào các bác ở bên kia xe đạp, và mai em tiếp tục với về một em siêu phẩm mới mang thương hiệu Pháp Tropic Milan. Thì trước đây em có về một vài chiếc Tropic Milan rồi, thì đây là một cái mẫu màu xanh đen đầu tiên về bên em. Tropic Milan nữa, full carbon, đồ full group Shimano 1.5 Japan, rất là cao cấp và được đánh giá rất là cao. Nếu các bác quan tâm về cái chiếc Tropic Milan lần này, bây giờ xin mời nhà đồng thời giới chiếc xe. Vâng, nhân dịp cuối năm thì rất nhiều các bác hỏi em về những dòng xe đua cao cấp carbon, thì hôm nay em giới thiệu bác một mẫu thương hiệu đến từ Pháp, Tropic Milan, một cái model cao cấp của dòng Tropic, dòng xe đua road Nummer Group Shimano 9.5. Chiếc đùng khinh của mình các bác đây là một chiếc Tropic Milan với cái tông màu xanh đen rất là hiện đại và trẻ trung. Khung làm từ hợp kim carbon đó nhá, xe rất là nhẹ, model Tropic Milan cao cấp của thương hiệu Pháp. Tổng thể xem đánh giá tầm 90% xe. Xe cũng còn rất là đẹp, cũng tuy có một vài vết xước nhỏ li ti trên khung xe thôi, vì trong quá trình sử dụng xe cũng đều không thể tránh khỏi rồi. Nhưng mà xe rất là đẹp đó nhá. Đây là em đi từng chi tiết nó xem này. Chỉ vài có vết xước nhỏ li ti trên khung xe thôi, tôi nhìn không thể rõ được. Với bộ khung thiết kế rất là hầm hố nhá, bản to, mang phong cách hiện đại của cái model đời mới của Tropic. Một thương hiệu đến từ Pháp. Rất nhiều các bác hỏi em về cái dịp cuối năm về cái mẫu model dòng xe đua cao cấp carbon. Em về một chiếc đây. Vì cái mẫu Tropic Milan này thiết kế theo cái bộ khung khí động học lực, hôm nay là phía đằng sau xe nó sẽ làm cái bản to và thu gọn nhỏ cái góc bên phía dưới đây, các bác nhìn đây, giúp cho cái lực người đạp tốt hơn khi các bác đạp xe với tốc độ trên đường cao, đường trường. Xe rất là nhẹo nhá, tổng thể xem đánh giá rất là mới, trên 90% xe. Và xe được trang bị với bộ dây sườn cao cấp. Cổ phốt và ghi đông chính hãng của Tropic, nguyên bản theo xe. Xe được sử dụng với bộ tay lắp chính hãng của Shimano cao cấp 1.5, nguyên bản theo xe. Bên phải đã được sử dụng bộ tay lắc bên tầng đĩa chúng chính hãng của Shimano 1.5. Đằng trước xe sử dụng với bộ phanh ba mảnh của Shimano 1.5, nguyên bản theo xe. Càng Tropic càng ngắt con. Vành nhôm 2 lớp, vành SR. RS11 chính hãng của Shimano. Vành RS đúng không nhá, vành cao cấp của dòng xe đua cao cấp RS11. Các bạn lên trên mạng tham khảo thêm. Đây, mã vạch thông số của vành xe vẫn còn nguyên theo xe đây. Các bạn có thể lên Google để tham khảo thêm về cái vành RS11 này. Vành cao cấp, vành lan cao cấp. Xe sử dụng với bộ lốp chọc chính hãng nguyên bản theo xe. Lốp Hukitchen, lốp hiệu cũng là lốp hiệu của nó luôn. Lốp rất là bền luôn nhá, dòng một trong những cái top trong dòng xe đạp thể thao, lốp top trong xe đua. Kích thước lốp 700x25C. Lốp cơ bản của dòng xe đua.
thì ở dưới gầm xe đây vẫn còn nguyên những cái vết bẩn bụi của xe em cũng chưa thời gian lau chùi qua đâu, vẫn còn nguyên cái tem mã vạch của xe bên dưới chính hãng của Châu Pích. Bộ khung thiết kế khung khí động động học lực rất là hiện đại, mang phong cách trẻ trung và hiện đại, rất là hầm hố nhé, khung bản to dẹp. Đa số những cái dòng xe cao cấp đều thể hiện những cái bộ khung rất là chắc chắn là mạnh mẽ. Cọc yên carbon chính hãng của Châu Pích, yên Châu Pích nguyên bản theo xe. Đùi đĩa 1.5 Shimano 1.5. Đùi đĩa 5.800 của Japan, ra Japan luôn đó nhá. Đùi đĩa Shimano 1.5 của Japan luôn, 1.5. Đùi đĩa đen. Gạt đĩa cũng của Shimano 1.5 nguyên bản theo xe. Và xe được trang bị với nguyên một group chính hãng của Shimano 1.5. Củ đề 1.5 nguyên bản theo xe. Xe trang bị với 11 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe. Đằng sau sử dụng với Mayer và vành chính hãng của Shimano RS11 nguyên bản theo xe. Lốp sau là lốp cặp chính hãng của Hutchinson, lốp hiệu 700x25C. Và bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 49. Thì các bác là 1m63 đến trên 1m7. Và bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị với nguyên người group rất là khủng, chính hãng của Shimano 1.5 Japan, 11 tầng lip, đơn lip. Và hoạt động rất là êm và trơn tru mượt mà nhá. Xuống lip. Bên phải em được trang bị với tầng 2 tầng đĩa chính hãng của Shimano 1.5 xuống đĩa. Hạt đĩa cũng 1.5 luôn. Và trên khung khe thể hiện rõ các chữ ký của nhà sản xuất. Đây là điều đặc biệt trên cái phiên bản là dòng Châu Pích Million. Đây các bác nhìn đánh giá độ mới của xe, đánh giá trên tầm 90% xe. Và cái mẫu thiết kế của khung xe rất là hiện đại, rất là khỏe xe. Với khung bản dẹp thiết kế theo cái bộ khung khí động học lực, khung carbon, trang bị với full group chính hãng của Shimano 1.5 Japan 5.800. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe hiệu Pháp Châu Pích Million phiên bản nguyên group chính hãng của Shimano 1.5 5.800 Japan, xe full carbon. Và xe giá rất tốt bên em là 16.900.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn gặp lại trong ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm kiên đồ cũ. Đây, kiên đồ cũ đó, lên YouTube tìm kiên đồ cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.